Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn vừa được Công an huyện Yên Thành, Nghệ An triệt phá, bắt 4 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp. Cụ thể, sau một thời gian theo dõi di biến động, Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Giang, sinh năm 1960, trú tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, cảnh sát phát hiện số lượng lớn ma túy được giấu dưới những tấm ngói, gồm 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng liên quan trong đường dây này, bao gồm Hoàng Doanh Điệp, sinh năm 1981, trú ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nguyễn Công Khương, sinh năm 1983, trú ở xã Thịnh Thành và Phạm Văn Hùng, sinh năm 1977, trú ở xã Mỹ Thành, đều thuộc huyện Yên Thành. Ban chuyên án tiếp tục thu giữ thêm hơn 200 gram heroin và gần 1.000 viên ma túy tổng hợp cùng 2 chiếc xe ô tô dùng để vận chuyển ma túy. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Giang khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào, đưa về Việt Nam rồi vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc và phía Nam tiêu thụ.